không cho. Kể cả quý vị chọn cái ngày sau một tuần, trước một tuần, thành phố vẫn có thể không cho quý vị được như thường, bởi vì làm sao mà tôi có thể tôi đoán trước được nhé. Thành ra nói là làm cùng ngày thì sẽ không được, mà nói là làm trước một tuần hay sau một tuần thì sẽ được, cái điều đó là cái điều hoàn toàn là không căn cứ. Tôi chỉ có thể nói quý vị muốn như thế nào thì quý vị hãy bỏ phiếu như thế, và tôi phải là cái người cố gắng thực hiện cái ý định của quý vị. Có thể là khi mà quý vị chọn cùng ngày, tôi đến thành phố họ nói cho anh Phát, tôi không muốn bích lòng cái ông nghị trưởng này hay là nghị viên kia ở bên thành phố bên kia. Có thể nào quý vị chọn cái ngày khác được không? Có thể tôi sẽ tùy theo cái việc đó mà tôi chuyển chuyển để tôi ráng làm sao làm việc cho được. Nhưng mà cái mà tôi muốn quý vị quyết định ngày hôm nay là quý vị muốn như thế nào? Sau đó tôi với cái bổn phận và trách nhiệm tôi phải cố gắng tôi thực hiện cái quyết định của quý vị. Điều thứ hai mà tôi đã ngần ngại, tôi không muốn góp ý, thành ra tôi sẽ không có góp ý. Với cái quan điểm của một người đã từng tổ chức diễn hành Tết 7 năm, có năm tôi làm sau năm đó tôi không nhớ là năm nào, để chiều ý các em trong tổng hội sinh viên và tránh cho chúng ta cái trường hợp là phải phân chia nỗ lực ra, tức là liên hội của chiến sĩ họ phải vừa lo cái toán quốc quân kỳ và vừa lo giữ an ninh ở trên đường, rồi họ phải chạy qua bên hội chợ Tết của các em sinh viên để mà lo cái lễ khai mạc cho các em sinh viên. Vì vậy mà ban đại diện cộng đồng và tổ chức tiến hành Tết tình nguyện làm sao các em một tuần. Cái năm đó thay vì chúng ta có được 16, 17 ngàn người đi coi, chúng ta chỉ có được khoảng 11, 12 ngàn thôi. Thành ra cái việc mà quý vị muốn làm trước một tuần, sau một tuần, bảo đảm sẽ ít người đi coi hơn. Cái điều đó đối với tôi không quan trọng. Tại sao? Ít người đi hơn cũng được, miễn sao mà chúng ta làm nó đàng hoàng, nó có ít người hơn tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà đó là quyết định mà quý vị phải biết để mà tự mình bỏ cái lá phiếu yes hay no. Làm trước một tuần, làm sau một tuần, bảo đảm 100% sẽ ít người tham dự hơn. Điều đó tôi guarantee dựa theo những cái gì tôi đã có kinh nghiệm. Nhưng mà vẫn có thể đồng ý được với trên cái tinh thần là chúng ta muốn hài hòa thì chúng ta chấp nhận chịu lỗ, ít người đi coi hơn, nhưng mà chúng ta vẫn giữ cái tinh thần tiến hành Tết cho chúng ta, thì tôi vẫn chấp nhận được. Cái đó là tùy theo quyết định của quý vị, và tôi sẽ theo cái lá phiếu của quý vị mà tôi tuân theo đó tôi làm việc. Ok, mời em ta trục. Dạ vâng, tôi xin phép trước khi tôi đưa ra ý kiến mà để mà chúng ta vote ngày hôm nay, thì thật sự chúng ta có 3 cái ngày, thì chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là chúng ta nên vote. Nếu mà tại vì chọn sự anh phát những cái option, ví dụ cái phiếu nào cao nhất thì chọn chúng ta apply ngày đó thứ 1. Option thứ 2 là cái số phiếu thứ 2, cao thứ 2 và cuối cùng là option thứ 3. Tại vì chưa chắc cái option đầu tiên chúng ta đã được. Nhưng mà trở lại, chúng tôi xin counter lại cái point của anh Phát là thế này. Nếu mà chúng ta làm là tuần trước, tuần sau chúng ta sẽ ít hơn, có lẽ đúng, anh nói điều đó đúng. Nhưng mà cùng ngày đó chúng tôi nghĩ rằng càng ít hơn nữa. Tại vì hai bên chúng ta đã chia ra rồi, quý vị thấy cái điều đó, số lượng một năm chúng ta bao nhiêu người đi coi, chúng ta bao nhiêu đó. Bên này có hai cái tổ chức cùng một lúc thì tôi nghĩ là chắc chắn càng ít hơn nữa. Đó là cái điều mà tôi muốn phát biểu hôm nay, để quý vị có cái quyết định, để quý vị vote là cùng ngày, trước một tuần hay sau một tuần. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn phát biểu. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Hoàng. Kính thưa toàn thể quý vị, ông Bùi Phát là chủ tịch cộng đồng tị nạn. Ông Bùi Phát phải thi hành cái của chúng ta yêu cầu. Ông Bùi Phát không thể tránh né được. Bây giờ chúng ta đã, ông Bùi Phát có đưa ra 3 cái ngày này. Chúng tôi đề nghị quý vị, tại vì ông Bùi Phát không thể quyết định ngày nào tổ chức được, tại bây giờ phải cho Bùi Phát một option, ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3, chúng ta quyết định ngày đó. Rồi sau khi quyết định một trong 3 ngày đó, chúng ta quyết định địa điểm kế tiếp. Và chúng ta ý kiến như vậy. Cảm ơn anh Hoàng.
Xin quý vị còn ý kiến gì nữa không trên cái vấn đề mà ngày ngày giờ diễn ra? Nếu quý vị không còn ý kiến thì chúng tôi xin phép lấy ý kiến về ngày diễn ra. Ok. Bây giờ chúng ta có 3 ngày. Cái thời gian chúng ta có 3 ngày. Thì theo như đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng Giám sát của Cộng đồng Người Việt Quốc gia, thì chúng ta bỏ phiếu. Nếu cái phiếu nào, cái ngày nào mà nhiều nhất thì ưu tiên chúng ta chọn ngày đó. Và cái ngày nào mà kế tiếp thì đó là trường hợp mà thành phố mình xin phép gặp khó khăn thì mình chọn cái ngày kế tiếp để chúng ta khỏi có họp hành nữa. Ok. Ok. Cái thứ nhất là cùng ngày, hoặc là tao nói nha, cái thứ nhất cùng ngày, cái thứ hai á là trước và sau một tuần, rồi sau nếu như cùng ngày mình biểu quyết cái thứ nhì là trước và sau, để chị lấy hai cái thứ nhì làm là cái option thứ hai của cái thứ anh Hậu, Hậu, đó là mình đã quyết định rồi, bây giờ mình lấy ý kiến hết ba ngày đó, cái ngày nào nhiều nhất là coi như ưu tiên. Cái ngày nào thứ nhì coi như trường hợp, nghĩa là cái ngày thứ nhất không đạt được thì xin ngày thứ nhì, thế thôi. Ok. Ok. Và bây giờ để cho công bình, tôi muốn hỏi quý vị nào muốn tổ chức cái ngày 18 tháng giêng 2020 khoan, trước một tuần. Tại vì tôi muốn hỏi như vậy để cho quý vị suy nghĩ. Còn tôi hỏi cái ngày 25 á, là mình đánh thẳng vào cái đó vấn đề đó. Thì tôi muốn cho có sự công bình. Cho nên tôi hỏi cái ngày 18 tháng giêng trước. Quý vị nào muốn tổ chức diễn hành Tết ngày 18 tháng giêng năm 2020? Trước một tuần. Trước một tuần lễ. Ok. Đếm. Một. Hai. Hai vị. Ok. Ghi hai người. 2/55 coi như 40 mấy. 48. 2/48. Ok. Bây giờ tôi trở lại hỏi quý vị, ai muốn tổ chức diễn hành Tết ngày 25 tháng Giêng năm 2020? Tôi không có nói cùng ngày, ngày 25 tháng Giêng năm 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ai có anh Lộc kia? Anh Lộc kia là 29. 29/48. Ngoài kia một người đó. 30, có một người ở Hoàng đó. 30/48. Ok, bây giờ quý vị nào muốn tổ chức ngày 1 tháng 2 năm 2020 là một tuần lễ sau ngày Tết. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 trên 48. Một người không bỏ phiếu. Có ai không bỏ phiếu không ạ? Có ai hồi nãy đã bỏ phiếu rồi? 37. Sao có 9 người không bỏ phiếu? Đi về bớt rồi hả? Về bớt rồi. Ok rồi. Có ai phiếu trắng không? Có ai phiếu trắng á? Không có. Có ai không muốn bỏ phiếu trong vấn đề tổ chức diễn hành Tết? Không có. Có nghĩa là một số quý vị tham dự đây đã ra về rồi. 37. Không sao. Không phải. Như vậy bây giờ mình đếm lại đi ha. Đếm lại. Không cần không? Ok. Rồi, 40 cùng ngày, 48 và một cái thứ hai.
cái ngày trước không nói nữa. Bây giờ tùy thuộc ông Bùi Phát xin được phép vào ngày nào. Nếu mà cái ngày cùng ngày mà 25 mà chi phí bên các dân đô không kèo, không kèo các dân đô mà họ chấp nhận không được thì vào cái tuần sau. Đúng rồi, theo cái điều khoản hồi trình hồi nãy chúng ta đưa ra đó là ngày nhiều nhất, phiếu nào nhiều nhất là ưu tiên 1, phiếu thứ nhì là ưu tiên 2. Đó là ông chủ tịch cộng đồng nhớ cái điều đó. Mình xin cái ngày 25 tháng giêng trước, nếu không được mình sẽ trình bày thành phố là ngày 1 tây tháng 2. Ok, rồi bây giờ đó là mình quyết định đi diễn hành ngày nào. Bây giờ tới phần kế tiếp, vị trí. Bây giờ anh Phát cho dùm cái screen, cái lộ trình đó, cho cái screen. Bây giờ đó, thưa quý vị, nó có 3 vị trí phải không? Tất cả là có, thực sự ra là có 3 vị trí mà có thể là 4 vị trí. Tại vì làm sau một tuần vẫn có thể làm trên đường Bông Sa nếu mà hội đồng thành phố Westminster họ cho phép. Nếu, tôi nghĩ rằng là nó khó là bởi vì sao? Họ đã làm cái cho cái diễn hành Tết tuần trước là tuần sau họ không cho đâu, nhưng mà mình vẫn có thể thử nếu quý vị muốn. Thôi, chấm dứt rồi. Chấm dứt rồi, rồi. Ok. Như vậy chỉ còn có 3 vị trí thôi. Thứ nhất đó, là trên đường Chapman và Euclid đi xuống, và nó sẽ chấm dứt ở cái công viên của thành phố ngay đường ngay gần Costco đó. Rất là tốt, quý vị thấy trên cái màn ảnh đó. Hả? Euclid Garden Grove. Nó gần đó. Khoan từ từ để tôi trình bày những cái option. Bây giờ quý vị mình, có 3 option. Mình sẽ đề nghị quý vị để cho trình bày cái này. Đó, quý vị quyết định, quý vị quyết định cái nào. Ví dụ anh thích Westminster thì lúc đó anh hãy chọn, anh bỏ phiếu. Thì thứ nhất á, là trên đường Chapman xuống cái đường Euclid và chấm dứt ở ngay chỗ khu Costco. Khu này là ít tốn tiền nhất, thành phố chỉ tính có 30.000 thôi, thay vì như là cái những chỗ khác như là của thành phố Westminster hoặc chẳng 70.000. Cái lộ trình thứ hai, quý vị thấy là ở trên đường Westminster, quý vị thấy đây. Trên đường Westminster đó, thì quý vị thấy là chúng ta có thể đi từ đường đâu Westminster đâu rồi? Brookhurst. Đường Brookhurst. Westminster đây. Quý vị thấy là chúng ta có thể đi từ đường ngay cái khu chợ Hợp Pháp đây để tắt cái này. Brookhurst. Quý vị thấy là chúng ta, đây là đường Brookhurst, đây là đường Westminster, đây là Bank of America nằm ngay đây, đây là chợ Hòa Bình, chợ Thuận Phát ngay đây, và Garden Grove Park nằm ngay phía bên cái tường bên đó. Thì chúng ta đi đó, có thể chúng ta đi từ đường này thôi để khỏi phải đóng đường Brookhurst, đi trên đường Westminster từ chợ Thuận Phát đi đến Garden Grove Park, quẹo bông đó và đầu. Okay. Cái đoạn đường này tôi đã đo rồi, dài hơn cái đoạn đường Tôn Sa từ Mạch Nô Lê A tới đường Quốc Sa chút xíu. Thành ra nó tương đương. Thì nếu mà làm con đoạn đường này đó, thì chúng ta sẽ để sân khấu ở đây và sân khấu ở ngay Garden Grove Park. Và chúng ta có luôn cả cái mini festival cho một ngày thứ bảy thôi. Trong đó chúng ta có thể có những cái khu, những cái sân khấu đó chơi nhạc và những cái chỗ để bán đồ ăn nước uống. Nếu mà chúng ta muốn đi từ khoảng ngay cái bò bảy món Anh Hồng đậu xe và chợ, hoặc là chợ Sài Gòn Supermarket ở đây, khu trong khu Phở Lú, thì chúng ta đậu xe ở đây và chúng ta đi băng qua đường Brookhurst thì nó đẹp hơn một chút xíu, nhưng mà rất là khó khăn bởi vì rất tốn tiền, bởi vì chúng ta sẽ phải đóng cái đoạn đường Brookhurst từ ngay chỗ này xuống dưới đây, thì nó đụng chạm đến thằng Target. Tôi không biết là có xin phép Target được hay không. Chỉ có vậy thôi. Làm ở đây là đẹp nhất theo quan điểm tôi. Tại sao? Vì nếu mà chúng ta có đủ khả năng, chúng ta có thể thuê hai cái người mà skydiver từ trên máy bay bay nhảy dù xuống và đeo theo cái lá đại kỳ Mỹ và đại kỳ Việt Nam,
tuôn khói ra và họ nhào lộn trên không biểu diễn, và họ sẽ đáp xuống cái bãi cỏ đây sau khi họ biểu diễn xong, rất là đẹp. Cái việc đó tôi ôm ấp làm từ bao năm nay trên đường Bông Sa, không làm được là bởi vì không có xin phép được FAA họ cho nhảy dù trong cái khu đó. Nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ có thể được, bởi vì họ đáp xuống đây được, đậu xuống cái sân cỏ sau trường tiểu học đó được. Ngoài ra thì nó có một cái lợi thế hơn đường Bông Sa ở chỗ nào? Quý vị thấy đường Bông Sa chỉ có khu chợ ABC là có parking lớn mà thôi. Chợ Á Đông, thứ nhất là cái parking nó nhỏ, thứ hai là có parking cũng không sử dụng được, bởi vì không xe không chạy vào đó đậu được. Muốn vô đó phải đi từ trước 7 giờ sáng mới đậu xe trong đó được. Còn ở đây quý vị thấy đó, chợ ABC, chợ 99 Cent Market, parking họ rộng mênh mông. Parking của chợ Hòa Bình cũng lớn mênh mông, và parking của khu Trà Két và chợ Phẩm Phát cũng rộng mênh mông. Chúng ta có 3 cái parking lớn. Kế đến họ còn có thể họ đậu xe ở trong khu chợ Á Đông, khu chợ Sài Gòn và những khu vực xung quanh đây, rất nhiều shopping có bãi đậu xe lớn. Thành ra nếu mà chỉ có một diễn hành Tết và chúng ta làm ở địa điểm này đó, cái số parking nó có thể nó cho phép chúng ta tụ họp đến 25-30 ngàn người không thành vấn đề. Còn làm trên đường Bông Sa đó, không bao giờ chúng ta có thể quá được 15-16 ngàn người, khó lắm, bởi vì không có đủ chỗ để cho người ta đến. Thành ra đó là cái nhìn của tôi về cái vấn đề diễn hành Tết trên đường Westminster nó có cái lợi điểm gì. Thì bây giờ là quý vị đã thấy có 3 cái địa điểm, và cái địa điểm thứ 3 đó là trên đường First, tức là đường Bông Sa, từ khoảng đường Hoa cho đến đường New Hope. Ở đó cũng là một cái địa điểm cũng có thể chọn được. Đó, thì quý vị tính cho chúng tôi biết quý vị thích cái nào nhất, thích nào nhì, thích nào thứ 3, để tôi theo đó tôi làm việc với thành phố Santa Ana và thành phố Garden Grove để vận động họ cho phép chúng ta cái permit để chúng ta tổ chức. Bây giờ quý vị có thể cho ý kiến là nên chọn ưu tiên một cái tuyến đường nào, 1, 2 hay 3. Cảm ơn anh Quân. Dạ thì theo cháu nghĩ đó, thì từ chỗ một bò bảy món đi qua Brookhurst là quá tuyệt vời và quá đẹp. Tại vì lý do tại sao? Từ vì cháu đã từng suy nghĩ rồi, là lý do là phụ mình promote a lot of businesses too. Ok, từ cái khúc đó cho đến qua cái Brookhurst là business rất là nhiều. Thì mình làm một cái đó là mình cũng promote for the business too. Rồi sau này đó là con đường đó là chính, là cháu nghĩ nó còn hơn là con đường Bông Sa nữa. Thì cái đó là cháu nghĩ là mình lên lấy Westminster từ bò bảy món đi qua Brookhurst. Cái đó mà nếu mà đi tới Garden Park. Dạ đúng rồi đó, sau đó là đi Garden Park thì rất là gần. Không có... Ok. Cái đó là theo quý vị đề nghị là ưu tiên một phải không? Quý vị còn có ý kiến gì nữa không? Ok, anh mời em. Thứ nhất là cái chỗ đường du thuyết và chắc ngang và đi xuống gần cái city đó thì chúng tôi có Gary Lettigal đó là ngồi trong vòng 12 năm thì các bạn mặt đài và nhưng mà thật sự là ở khu đó đó nó đi bằng veo rất đẹp và đồng thời rất là ít người ra coi, cho nên tôi nghĩ rằng cái Westminster thì nó gần cái trung tâm Bô Sa này mà người ta lại quay thì nó có cái địa điểm để tuyên đường cho quay hơn, thì tôi nghĩ là thứ nhất Westminster là số 1. Ok, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn dự trù là nếu mà trường hợp ở đó họ không cho phép ở đó thì cái vị trí nào là cái vị trí thứ nhì, nên cho ban tổ chức cái option 1, 2, 3 để chúng tôi có thể làm việc được thành phố cho nó dễ dàng. Thì bây giờ còn lại đó
là một cái option thứ ba đó là trên đường First Street từ đường War cho tới đường Euclid. New Hope. New Hope. Đó. Tất nhiên là đi qua chùa Bát Nhã. Bát Nhã đó. Thì bây giờ đó là cái option thứ ba. Thì bây giờ quý vị, thứ nhất là option đầu tiên là đường Euclid từ Chapman đi xuống tới Garden Grove, phải không Pháp? Đi đến đường gần đến đường Garden Grove, gần đấy. Gần đến Garden Grove. Cái option thứ hai là trên đường Westminster từ chợ Đồng Hương á. Chợ Hòa Bình. Đi cho tới Garden Grove Park. Đó. Nếu trường hợp mà nó chạc mình nhiều khi mà mình sạc ở chỗ Hòa Bình á, mà mình sạc chỗ Euclid chợ Thuận Phát đi tới, thì mình so sánh cái vấn đề tài chính á, thì tùy cái đó mà ban tổ chức quyết định, phải không Phát? Ok, mình phải nói rõ ràng vì cái option đó nó có một cái vấn đề liên hệ tới vấn đề tài chính, mặc dù mình increase có một khúc đường thôi, nhưng mà nhiều khi cái vấn đề tài chính nó overwhelm, mình gặp khó khăn đó. Nhưng mà nếu mà mình có thể vượt qua được cái khó khăn đó thì mình cũng nên làm đó. Thì đó, bây giờ tùy cái ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia là ban tổ chức nha, diễn hành nó quyết định. Thì bây giờ chúng ta lấy ý kiến là ai chấp nhận cái option 1 là trên đường Euclid từ đường Chapman đi xuống gần tới đường Garden Grove là chấm dứt. Ok, có ai đồng ý cái ý kiến một không? Không có. Bây giờ cái option 2 có 30.000 là trên đường Westminster từ chợ Hòa Bình hay chợ Sài Gòn đi cho tới Garden Grove Park. Ok, trong cái option này đó, tùy ông chủ tịch cộng đồng ban tổ chức đó xem coi cái sự khác biệt giữa vấn đề mà thành phố nó chạc mình ở từ chợ đó cho tới kia, hoặc là từ đường Rockhurst tới đằng kia. Thì bây giờ tùy cái ông trưởng ban tổ chức. Ok, rồi đếm giùm đi ông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ai bên ngoài nữa? Ai ngoài kia bao nhiêu? Ok. Tính hết rồi. 39. Hồi nãy cái này đó, quý vị thấy nó rõ ràng không? Hồi nãy mình đếm hồi nãy đó là tổng cộng lại chỉ có 37. Bây giờ là mình có 39. Hiểu? Thấy chưa? Thì nó phức tạp vậy. Ok. Thì như vậy cái option thứ ba là trên đường First từ đường War cho tới đường New Hope. Có ai đồng ý không? Ok. Cái đó từ option cũng không ai đồng ý hết Pháp. Thì bây giờ cái vấn đề quan trọng còn lại là vì cái option thứ hai đó chúng ta không quyết định. Thì bây giờ cái option 1 là ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia cố gắng. Nếu mà không được cái option 1 thì tùy ông chủ tịch cộng đồng thấy cái option nào còn lại mà có thể thì mình ok. Cái đó là do ông chủ tịch cộng đồng quyết định. Ok. Tôi xin có ý kiến là bây giờ cái thứ hai này coi như là số 1 rồi đúng không? Bây giờ mình điều quyết thêm một lần nữa là như Euclid và thành phố này chọn cái nào? Một trong hai cái đó cái nào là hồi nãy mình đã nói rồi. Bây giờ bỏ số công cho nên tùy thuộc. Không, nhưng vừa rồi đi trường bỏ tùy anh nghe Bùi Phát không? Bây giờ không tùy Bùi Phát, tùy mọi người. Không. Ngoài anh đã nhớ câu nói của tôi là tùy ông chủ tịch cộng đồng
xin chỗ nào họ approve. Chứ không phải anh option 2 mà người ta không approve thì ổng cũng kẹt.